Sau khi vượt qua vòng diễn xuất cá nhân, 12 thí sinh sẽ bước vào vòng diễn xuất nhóm. Em Kinh Niên Ngọc Hà là lúc vào diễn không có nhớ gì hết. Với những tình huống vui nhộn, con thích thiện anh thôi. Những thử thách khó nhằn mà Chí Thiện và Đoan Nguyễn đưa ra, 12 thí sinh sẽ xử trí như thế nào? Em che đi nói hơi bị điệu và em che đi diễn hơi ẹo. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cùng đó xem mầm chồi lá casting Vườn Ươm Tài Năng Nhí tập 4 vào lúc 17 giờ thứ 6 ngày 9 tháng 8 năm 2019 trên kênh Boss Kids.